bao trận. Chúng ta đã mang người tới Khai Phong phủ giúp người. Ngày mai gặp hoàng thượng nói ra sao thì bổn tướng không giúp được ngươi rồi. Bao chưởng chỉ biết nói sự thật. Tốt, điều ta không phục ngươi nhất chính là ngươi chỉ nói thật. Chúng ta đã xử lý thay ngươi rồi, tiếp theo phải dựa vào ngươi thôi. Cáo từ. Tăng cường phòng bị, đề phòng Trần Thế Mỹ lại tới cướp người. Chúng ta chỉ đề phòng Trần Thế Mỹ tới cướp Tần Hương Liên. Vậy có khi nào hắn dùng Tẩu Tẩu, Miễn Nhi và Đoan Ngọ để uy hiếp huynh không? Bẩm phò mã gia, bên ngoài có một phu nhân chép một cái bụng chữa, nói là muốn gặp ngài. Không gặp, hôm nay ta không gặp ai cả. Cô ta tự xưng là phu nhân của Bao Chẩn, Khai Phong phủ phủ doãn. Khai Phong phủ, phu nhân của Bao Chẩn lại còn giác bụng chữa. Tiểu nhân cũng thấy cô ta không giống, hay là tiểu nhân đi đuổi cô ta về. Khoan đã, mời cô ta vào. Mời cô ta vào hả? Mau lên. Dạ. Ba phu nhân xin mời. Phò mã. Bao phu nhân, sao cô lại tới đây? Đoàn Ngọ có chuyện muốn hỏi thăm ngài. Chuyện gì? Có phải Bao Miễn phạm tội hay không? Phải. Có phải là tội rơi đầu không? Phải. Phò mã, xin ngài hãy cứu Miễn Nhi. Bằng cách nào? Đoàn Ngọ cũng không biết cứu bằng cách nào, nhưng phò mã nhất định có cách. Xin ngài đó. Bao Chẩn có biết không? Vậy cô nên đi tìm chồng cô. Quân ấy rất chính trực. Chính trực? Không sai, hắn đúng là chính trực. Ta có thể che giấu vụ án của Bao Miễn, giúp Bao Miễn huynh đệ tiếp tục sống, nhưng hà cớ gì cô để chồng cô là một quân tử chính trực mà để ta là một tiểu nhân nói dối hả? Đoàn Ngọ không bắt phò mã phải làm tiểu nhân nói dối. Miễn Nhi nó còn nhỏ, nó vẫn chưa biết làm quan. Lần này ở huyện Trần xảy ra án mạng cũng là có nguyên nhân của nó. Ngài là hoàng thân, xin ngài hãy nói giúp với hoàng thượng tha mạng cho Bao Miễn. Phải. Năm xưa khi ta làm không sai, xét xử vụ án ở huyện Trần, Bao Miễn huynh đệ đã phạm phải tội chết. Tố chương vụ án tới nay đều đang nằm trong tay của ta. Ta có thể tiêu hủy chúng, cũng có thể cầu xin hoàng thượng giúp cậu ấy. Nhưng mà ta cũng hy vọng Bao phu nhân có thể giúp ta một việc. Xin phò mã cứ nói, chỉ cần việc Đoan Ngọ giúp được thì nhất định sẽ giúp. Được. Bây giờ triều đình có vài người muốn đưa ta vào chỗ chết, nên đã sai khiến một nữ nhân tên là Tần Hương Liên dẫn theo hai đứa trẻ chạy tới Khai Phong phủ vu cáo ta. Nhưng mà chồng của cô Bao Chẩn lại tin bọn họ, luôn không chịu tha cho ta. Bao phu nhân, chỉ cần cô nghĩ cách đem lọ thuốc này cho nữ nhân đó và hai đứa trẻ uống hết, thì chuyện của Bao Miễn, Trần Thế Mỹ ta đương nhiên sẽ dốc sức gánh vác. Đây là cái gì? Thuốc độc. Phò mã. Chỉ cần cô hứa với ta thì tất cả phiền phức của chúng ta đều sẽ được giải quyết.
Đoàn Ngọ đến đây là nhờ ngài cứu người. Đoàn Ngọ chưa bao giờ hại người. Cô không hại họ thì họ sẽ hại ta và Bao Miễn. Tam Thúc, Tam Thúc về rồi. Miễn Nhi, thu dọn đồ đạc, kêu mẹ con và Thẩm Thẩm tới Khai Phong Phủ ở vài ngày đi. Nhưng mà Thẩm Thẩm không có nhà, ra ngoài rồi. Mùi ấy đi đâu? Phủ Phò Mã. Mùi ấy tới Phủ Phò Mã làm gì? Con không biết nữa. Tam Thúc à, hai người canh giữ ở đây đi. Phò Mã, giờ thì tôi đã biết tại sao Bao Chuẩn không chịu tha cho ngài. Quân ấy làm không sai. Bẩm Phò Mã gia, Bao Chuẩn tới rồi, hắn muốn gặp ngài. Canh chừng của ta. Dạ. Nè, không được. Nè, đâu ngoài không được. Nè, không được. Trần Thế Mỹ, ngươi ra đây cho ta. Trần Thế Mỹ. Trần Thế Mỹ, Đoan Ngọ đâu? Tôn phu nhân đang ở trong phủ của ta. Trần Thế Mỹ, ngươi mau giao Đoan Ngọ ra đây ngay, nếu không ta giết ngươi. Nếu cô cảm thấy có thể giết ta thì bây giờ cô xông lên đi. Ngươi muốn sao đây? Dùng thê tử và con của ngươi đổi thê tử và con của ta. Không làm được. Ta đoán được ngươi sẽ nói vậy. Bây giờ Tần Hương Liên hạ quyết tâm muốn kiện ta. Ta tin rằng cô ta đã khai xong ở chỗ của ngươi. Cho nên bây giờ ngươi trả cô ta cho ta thì cũng không có lợi ích gì đối với ta. Bao Chuẩn, chỉ cần ngươi chịu tha cho ta, ta bảo đảm Tôn phu nhân sẽ bình an vô sự. Nếu ta không thì sao? Vậy sổ sách của ta có thêm 2 mạng người nữa rồi. Trần Thế Mỹ! Phò Mã, tướng công tôi đâu? Chồng cô, nơi này là phủ công chúa. Cô nghĩ rằng ai muốn vào là sẽ vào được sao? Bụng tôi rất đau, có thể là sắp sinh rồi. Ngài để tôi về nhà đi. Xin lỗi nha, chuyện này e là ta không làm được. Cầu xin ngài hãy cho tôi về đi. Bao phu nhân, không phải ta không thả cô, là Bao Chuẩn không cho ta thả cô. Lúc nãy ta đã nói với hắn rồi, dùng Tần Hương Liên đổi cô nhưng mà hắn không đổi. Các người ai cũng không nhượng bộ, ai cũng đang ép ta, kêu ta phải làm sao. Bao phu nhân, bây giờ cô là nước cờ cuối cùng trong tay của ta. Cho dù là một nước cờ chết, ta cũng phải đi cho xong nó. Người đâu? Có. Đưa Bao phu nhân tới phòng khách nghỉ ngơi đi. Dạ. Phò Mã, Phò Mã, tôi không thể ở lại đây. Cầu xin ngài hãy cho tôi về nhà. Cầu xin ngài, Phò Mã, Phò Mã. Trần Thế Mỹ, có thần. Trẫm sai ngươi chủ trì khảo hạch quan lại tới đâu rồi? Bẩm hoàng thượng, sổ sách quan lại Đại Tống tổng cộng 2.1472 người, trừ trung thư môn hạ Dương đại nhân, su mật sứ Trương đại nhân,
Khai Phong phủ Doãn, Bao đại nhân và thần nữa là 4 người. Những người khác đều đã khảo hạch. Khảo hạch chia làm 2 môn chính tích và chính luận. Thành tích niêm phong để ở lễ bộ vài ngày nữa công bố. Làm rất tốt, giỏi dùng hiền tài kể cả người giỏi. Kẻ ngồi không ăn bám thì cho ít bạc, đuổi về trồng ruộng là được. Dạ. Bao chững. Bao chững. Có thần. Vụ án hành thích phò mã điều tra tới đâu rồi? Bẩm hoàng thượng, thần... Bẩm hoàng thượng, vụ án đã kết. Là đồng hương của thần, lưu lạc kinh thành cùng đường bí lối, muốn nhờ thần kiếm cho một chức quan. Nhưng vì thần không đồng ý, cho nên bèn ôm hận trong lòng, muốn hành thích di thần. Nhờ hồng phúc của hoàng thượng, và người này đã bị xử tử. Làm rất tốt. Quyền lực là trọng khí quốc gia, dù là đồng hương cũng không thể cho cơ hội. Phò mã chí công vô tư, các ái khanh, phò mã là tấm gương cho mọi người. Dạ. Tôi sắp sinh rồi, cứu con tôi với, cứu với, cứu con tôi. Tôi sắp sinh rồi, thả tôi ra, cứu giới, làm ơn, làm ơn đi, cứu tôi giới. Cứu giới, cứu giới, cứu giới, cứu con tôi, cứu con tôi giới, cứu con tôi giới. Bao chứng có công phá án, thưởng 100 lượng vàng. Bao chứng còn không tạ ơn. Hoàng thượng, sự việc không phải như vậy. Bao chứng, bao chứng. Hoàn toàn không có chí công vô tư gì hết. Chỉ có khi quân phạm thượng giết người diệt khẩu. Thôi, giết người diệt khẩu rồi. Quân phạm thượng là sao? Quân là sao? Anh nói cái gì? Người diệt khẩu. Trần Thế Mỹ, tên thật là Sầm Dưỡng Tổ, nhân sĩ Quân Châu. Trước khi vào kinh đã thành hôn với Tần Hương Liên, còn có 2 đứa con, 1 nam 1 nữ. Đây chính là tổ khí quân đó. Quân rồi. Là tổ khí quân đó. Hoàng thượng, bao chuyện nói bậy. 3 năm trước, Trần Thế Mỹ lên kinh thành thi, từ đó bắt vô âm tính. Tần Hương Liên dẫn theo 2 con tìm cha. Trần Thế Mỹ phái sát thủ giết 3 đồng hương biết chuyện để diệt khẩu. Lo sợ thần nghi ngờ, lại sắp xếp một vụ hành thích giả, giấu đầu lòi đuôi. Theo như Trần Thế Mỹ nói lúc nãy, đồng hương hành thích hắn thật ra là sát thủ do hắn phái đi. Hàng Kỳ, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, phu nhân à, cô đã hết nước ối rồi. Đường sanh khô khan, có thể không sanh được nữa. Sanh được, sanh được, nhất định sẽ sanh được. Trời ơi, nhìn đi, nhìn đi, toàn là máu không mà. Nếu như cô giữ đứa bé thì cô sẽ mất mạng đó. Giữ đứa bé, ta có thể, ta mạnh có lên, thể mà. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Sắp ra rồi, ráng rặn đi, mạnh lên, mạnh lên. Trần Thế Mỹ tán tận lương tâm, phái Hàng Kỳ giết mẹ con Tần Hương Liên, diệt trừ hậu họa. Ai ngờ Hàng Kỳ lương tâm trỗi dậy, không nỡ ra tay. Trần Thế Mỹ lại tự tay giết Hàng Kỳ. Hoàng thượng, Bao Chẩn đang nói bậy. Hoàng thượng, hắn thực sự đang nói bậy. Vô tội hoàng thân quốc thích là tội chết. Ngươi có chứng cứ xác thực hay không? Thê tử của thần hiện đang mang thai,
đi Trần Thế Mỹ nhốt làm con tin. Nếu là nói dối, đương nhiên thần không dám đứng trên triều đình nói sằng nói bậy. Tối qua lúc Trần Thế Mỹ giết Hằng Kỳ, hai vị đại nhân Dương Diên Linh, Trương Đức Lâm cũng có mặt. Hoàng thượng, tối qua thần nghe nói Khai Phong phủ truy bắt đạo tặc, sợ không đủ người nên mới phái phủ binh tương trợ. Về chuyện của phò mã, thần chưa nghe nói bao giờ. Người đông phức tạp, cũng không để ý phò mã có mặt hay là không. Bẩm hoàng thượng, thần cũng giống vậy, chỉ là thân chủ của đám đạo tặc tối qua không hề tầm thường. Thần cảm thấy giống một đám sát thủ được huấn luyện thường xuyên hơn. Hai vị đại nhân không muốn làm chứng cũng không sao. Tần Hướng Liên hiện đang ở phủ Khai Phong, hoàng thượng thẩm tra là biết. Sự việc trọng đại, trẫm còn phải suy nghĩ. Chính vì sự việc trọng đại mới cần hoàng thượng lập tức quyết đoán. Lẽ nào hoàng thượng muốn bao che cho Trần Thế Mỹ trước mặt bá quan sao? Nhốt Trần Thế Mỹ vào đại lý tự. Thần bị quan. Hoàng thượng, nhân chứng Tần Hương Liên đang ở Khai Phong phủ. Tại sao hoàng thượng? Trẫm đã nói rồi, nhốt Trần Thế Mỹ vào đại lý tự. Hoàng thượng, bãi triều. Bãi triều. Cung điện hoàng thượng. Khai Phong phủ phá án, không ai được cử động. Bỏ kiếm xuống. Đoan Ngọ, Đoan Ngọ, Tam Hắc, huynh đến rồi. Gọi Lăng Trung, mau đi gọi Lăng Trung, đi mau. Hả? Cái gì? Ta kêu để đi mau lên. Tam Hắc, muội sinh con rồi. Là con trai. Quỳnh xem, nó trắng lắm. Sao mùi lại tới phủ phò mã? Tam Hắc, phò mã kêu mùi hại người. Mùi không đồng ý. Mùi không làm Quỳnh mất mặt, không làm bao gia mất mặt. Ta biết, ta biết rồi. Dù Mỹ Nhi phạm tội gì, huynh cũng phải tha thứ cho nó. Chúng ta đã nợ tổ tẩu quá nhiều rồi. Cái gì? Ta không hiểu. Hả? Tam Hắc, Tam Hắc, huynh có thể gọi muội là nương tử được không? Nương tử. Nương tử. Nương tử. La 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 la.
Miễn Nhi. Theo ta. Trần Thi Mỹ đang ở đâu? Hả? Trần Thi Mỹ đang ở đâu? Bị nhốt trong đại lý tự. Đứng lại, làm gì đó? Ta muốn tìm Trần Thế Mỹ. Đại lý tự là trọng địa, không phải nơi bà có thể vào. Trần Thế Mỹ hại chết nương tử của đệ ta, ta muốn tìm hắn đền mạng. Đại lý tự đều giam giữ trọng phạm, phải đền tội rất nhiều, đâu tới lượt bà chứ. Đi, đi mau. Ta không đi. Các ngươi đều sợ hắn là hoàng thân quốc thích, ta không sợ. Còn không đi, chúng ta không khách khí đâu. Mẹ à, chúng ta về đi thì hơn. Con về trước đi. Mẹ. Bao đại nhân, Trần Thế Mỹ khi nào mới bị giết? Trần Thế Mỹ đang bị nhốt trong đại lý tự. Hoàng thượng vẫn muốn bảo vệ cho hắn. Bảo vệ hắn? Một tên hung thủ giết người, một tên súc sinh mà lại muốn bảo vệ hắn? Thế gian này còn hai chữ công bằng nữa hay không? Đương nhiên có. Hắn giết người chứng cứ rành rành, tại sao lại không có hai chữ công bằng? Ta muốn phu nhân nói rõ ngọn ngành cho ta biết. Tại sao 3 năm sau cô mới tới phủ Khai Phong tìm chồng của mình? Sở dĩ 3 năm sau tôi mới đến tìm hắn, một là năm nay phụ mẫu của hắn liên tiếp qua đời, tôi thay hắn làm tròn chữ hiếu. Hai là vì cách đây không lâu có người đến nói với tôi chồng tôi đã bị bệnh nặng, kêu tôi đến gặp mặt hắn lần cuối. Bệnh nặng à? Đúng. 3 năm không gặp, người khác nói gì tôi cũng tin. Cô có còn nhớ tướng mạo của người đó không? Nhớ. Trương đại nhân, mau cứu tôi ra ngoài. Trần Thế Mỹ, ngươi lừa chúng ta khổ quá. Trương đại nhân, tôi xin lỗi, tôi nhất thời hồ đồ. Tôi thẹn với hoàng thượng, thẹn với Trương đại nhân, xin hoàng thượng tha mạng. Nếu không phải ngươi có ích với hoàng thượng thì trên triều đình đã lôi ngươi ra ngoài chém đầu rồi. Ngươi nhất định phải chọc tới tên cứng đầu Bao Chửng. Hoàng thượng cho dù có lòng cũng không thể cứu ngươi được. Nhưng mà tôi là hoàng thân, Bao Chửng sẽ không dám. Hoàng thân? Lưu Phục cũng là hoàng thân, không phải Bao Chửng cũng dám hay sao? À,
tôi có tử huyệt của Bao Chẩn, hắn không dám giết tôi đâu. Tử huyệt? Tử huyệt gì chứ? Khuôn mặt chữ điền, giữa trán có vẻ anh tuấn, trông không giống như người tầm thường. Đúng rồi, tay của hắn còn cầm một thanh kiếm. Xảy ra vấn đề gì rồi? Ta biết hắn, hắn là Triển Vô Di, người của Dương Diên Linh. Xem ra lần này là Dương Tể Tướng đứng sau thao túng. Bao đại nhân, ai đang đánh trống? Ngài nên tự đi coi đi thì hơn. Tổ tổ, tổ mau đứng dậy đi. Bao đại nhân, Thảo Dừng muốn cáo trạng. Đây là Khai Phong phủ, tôi không phải tổ tổ của ngài, ngài cũng không phải Tam Hắc. Thảo Dừng muốn cáo trạng, phò mã Trần Thế Mỹ hại chết vợ của đệ đệ ta, ta muốn hắn đền mạng. Đoàn Ngọ của ta là nữ nhân lương thiện nhất trên thế gian này. Đệ đệ ta không thích muội ấy, nhưng muội ấy vẫn nhẫn nhục chịu khó lo chuyện gia đình, không có lấy một ngày tốt đẹp. Thay đệ đệ của ta lo liệu cả nhà này, đệ đệ ta làm quan bên ngoài, đắc tội với phò mã, phò mã đã bắt nhốt muội ấy lại. Nhưng muội ấy đang mang thai sắp sanh, khi tìm được muội ấy, muội ấy đã đi rồi. Bao đại nhân, ta muốn kêu oan cho muội ấy, có nên hay không? Rất nên. Ta muốn Trần Thế Mỹ đền mạng, có nên hay không? Rất nên. Vậy ta hỏi ngài thêm một câu, Trần Thế Mỹ chừng nào mới chết đi? Hoàng thượng, Trần Thế Mỹ rõ ràng có vợ có con nhưng lừa dối hoàng thượng trở thành phò mã đương triều, tội chết tru di. Ý khanh là Trần Thế Mỹ che giấu chân tướng lên làm phò mã à? Đúng vậy. Vậy trẫm nói có thể tha thứ cho hắn thì sao? Khi quân là tội lớn, sao hoàng thượng có thể nói tha thứ để kết thúc được? Với khẩu cung của Tần Hương Liên và bức chân dung, Dương Diên Linh cũng tham gia vào chuyện này. Đúng vậy. Vậy khanh cho trẫm biết, Trần Thế Mỹ có đáng giết không? Đáng giết, hắn không chỉ phạm pháp mà còn dứt bỏ tình phu thê, tình phụ tử. Trần Thế Mỹ đã chủ trì cải cách, Trần Thế Mỹ cũng đã giúp trẫm tìm ra tay chân của các lão thần. Trần Thế Mỹ có đáng giết không? Đáng giết. Tội trạng chứng cứ của hắn đều rõ rành rành, cải cách càng không nên để hắn chủ trì. Trẫm không chỉ muốn cải cách chế độ đề bạt mà là thay đổi cả triều đình. Trần Thế Mỹ có đáng giết không? Đáng giết. Triều đình vốn không nên để người có tội thay đổi. Vậy trẫm hỏi khanh, nếu một quan lại cấu kết cường hào địa phương cưỡng mua đất của nạn dân thì có đáng giết hay không? Đáng giết. Nạn dân không nghe quan lại đánh họ tới chết có đáng giết không? Càng đáng giết. Trẫm không chỉ bảo vệ Trần Thế Mỹ mà cũng là để cho khanh trung hiếu vẹn toàn. Thần không hiểu. Bao đại nhân, đây là khẩu cung của Trần Thế Mỹ, nếu Bao Chẩn khăng khăng muốn giết Trần Thế Mỹ, e là
trung hiếu khó vẹn toàn. Đây, còn xem đi, những gì trong này có phải là thật không? Tâm thúc, thúc đã biết hết rồi, không cần xem, đều là thật. Bắt nó lại. Bao đại nhân, ta kêu các người bắt người. Bao hán tử, Quỳnh nổi điên cái gì vậy? Bao Miễn, còn có biết còn đã phạm tội chết không? Còn có còn nhớ gì sao cha con chết không? Việc con đang làm có khác gì cái hại chết cha con đâu. Con không giống bọn họ. Không giống ở chỗ nào? Nói. Nguyện Trần gặp thiên tai, tình hình nghiêm trọng, nạn dân quá nhiều, nhưng mà lương thực cứu tế thì chậm trễ, con biết phải làm sao đây? Vậy nên con cấu kết Cường Hào, ép buộc bá tánh à? Con không có, con không có, con chỉ đi thu đất, chỉ là không cẩn thận lỡ tay gây ra án mạng thôi. Miễn gì, con biết con đang nói gì không? Hả? Bà Hắc Tử, có chuyện gì từ từ nói mà. Quýnh đừng tức giận tới như vậy. Cô im miệng. Cô có biết bất cứ tội danh nào cũng đủ lấy mạng nó không? Tam thúc à, thật ra cảnh ngộ của con rất giống thúc lúc ở Quyện Đoan. Chỉ có điều con không có bản lãnh bằng thúc, cũng không được triển đại hiệp giúp đỡ. Con đành phải bán đất của nạn dân rồi đổi lấy tiền. Con không có lấy một đồng nào, toàn là đổi lấy lương thực chia cho nạn dân hết. Nhưng mà con đã phạm pháp thì phải gánh lấy tội này. Bao Chững, đệ là thúc của nó, đến một nông phụ đệ cũng cứu được, vậy mà không thể cứu được người nhà mình sao? Bao Hắc Tử, Quýnh đừng quá đáng nữa. Người cũng không phải do Bao Miễn giết. Nếu không phải vì nạn dân, sao nó lại phạm phải sai lầm như vậy? Quỳnh muốn bắt nó, vậy bắt ta trước đi. Gian lận khoa cử 3 năm trước, Phạm Đại Nhân cũng không có thi hộ, tại sao lại bị lưu đày? Ngày ấy là quan, quan thì không được phạm lỗi. Vì hại Đoan Ngọ chưa nguội mà để muốn ra tay với người già sao? Chính vì Đoan Ngọ muốn cầu xin Trần Thế Mỹ cho nên mới bị nhốt trong phủ phò mã. Có bổn nữ hiệp ở đây thì Quỳnh đừng hòng bắt người. Tiểu thư, các người có biết hôm nay ta lùi một bước
ngày sau sẽ khó mặt đen nhưng tâm trong sáng. Lẽ nào đệ thực sự muốn làm gì? Trung hiếu khó vẹn toàn. Hôm nay đệ buộc phải bắt Miễn Nhi. Nếu như ta chết cũng không cho thì sao? Mẹ, để con đi đi. Miễn Nhi, con Tam Thúc, con sai rồi. Con biết con sai rồi. Bao đại nhân, hoàng thượng lệnh đại lý tự đến bắt Bao Biển. Vào trong, vào trong. Bao Miễn huynh đệ, cuối cùng cậu cũng đến. Cậu đến thì ta yên tâm rồi. Xem ra ta đã đoán đúng ý của hoàng thượng, cũng đã đoán đúng ý Bao Chừng. Trần Thế Mỹ, ngươi là cầm thú. Người đâu? Ta muốn đổi lao phòng. Người đâu? Người đâu? Đổi lao phòng cho ta. Người đâu? Được rồi, đừng có kêu nữa. Hai chúng ta bị nhốt cùng nhau là chuyện tốt. Chỉ cần một người có thể sống thì người còn lại cũng có thể sống. Trần Thế Mỹ, ngươi còn muốn ra ngoài? Ngươi đã hại chết Thẩm Thẩm Đoan Ngọ, cho dù ra ngoài ta cũng không tha cho ngươi. Sao cậu vẫn hồ đồ như vậy? Ngươi hại chết Thẩm Thẩm cậu không chỉ có ta, còn có Tam Thúc của cậu và cậu nữa. Ngươi, ngươi vô liêm sỉ. Ngươi chính là Tần Hương Liên. Phải. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
是真还是梦，唱出了一半的歌，是悲还是欢。未来总是比过去看上去更美丽灿烂，人生本就是梦幻。 是真还是梦，唱出了一半的歌，是悲还是欢？未来总是比过去看上去更美丽灿烂，人生本就是梦幻。